Chính vì vậy ngày hôm nay Thư Phương sẽ giới thiệu quý vị một số mã máy rửa xe có khả năng hút nước từ xô chậu mà lại có giá cả phải chăng. Đừng bỏ lỡ video này nhé. Đến với chương trình ngày hôm nay thì Thư Phương sẽ giới thiệu quý vị ba mã máy rửa xe, đó là Oshima OS 1100A, Z Plus F8 1,5 kW và Ezen N6708. Cả ba sản phẩm này đều sử dụng motor từ sẽ mang lại hiệu quả cao, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Cả ba mã máy rửa xe này đều thuộc dòng máy rửa xe gia đình. Như bạn có thể thấy thì ba mã máy rửa xe đều có thiết kế rất nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích đáng kể. Tuy nhỏ gọn nhưng hiệu suất làm việc của Oshima OS 1100A, máy rửa xe Ezen N6708 và máy rửa xe tự ngắt Z Plus F8 1,5 kW không hề nhỏ đâu nhé. Oshima OS 1100A hoạt động với công suất 1,5 kW, áp lực làm việc tối đa lên đến 80 bar, dây bar áp dài 10 m, tốc độ là 2.800 vòng trên phút, lưu lượng nước là 450 lít một giờ. Máy rửa xe Ezen N6708 hoạt động với công suất lớn 2.300W, áp lực tối đa là 123, dây áp lực phun dài 8 m, lưu lượng là 480 lít một giờ. Máy rửa xe Z Plus F8 1,5 kW hoạt động với công suất 2.300W, áp lực tối đa là 83, dây áp lực phun dài 8 m, tốc độ 2.800 vòng trên phút và lưu lượng là 480 lít một giờ. Cả ba mã máy rửa xe này đều có thông số kỹ thuật tương đương nhau và thường thì các máy rửa xe hoạt động theo cơ chế lấy nước từ dây cấp nước, sau đó phun xịt nhờ đầu phun áp lực. Đặc biệt ba mã máy rửa xe mà Thư Phương giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay có khả năng hút nước từ xô chậu mà mức giá rất phải chăng, dao động từ hơn 1 triệu đến hơn 3 triệu đồng để cho bạn lựa chọn. Ngoài ra thì mã máy rửa xe tự ngắt F8 1,5 kW và Ezen N6708 còn có khả năng xịt rửa điều hòa máy lạnh để các bạn có thể bảo dưỡng ngay tại nhà. Còn chần chừ gì mà chúng ta không sở hữu ngay một sản phẩm đa năng như vậy? Các bạn hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại tại Hà Nội 024-3785-5633 và tại Thành phố Hồ Chí Minh là 028-3830-8169, hoặc các bạn có thể truy cập vào website meta.vn để xem chi tiết về sản phẩm của hãng online. Đừng quên like, share video của Meta và đón chờ thêm nhiều video hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.